chí kinh tế. Các vụ tin tặc càng lúc càng dồn dập, Âu Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ trước các toán tin tặc thường xuyên xuất phát từ những nước như là Iran, Nga, Trung Quốc và nhất là Bắc Triều Tiên. Nhà Trắng đã rúng động vì vụ tấn công nhắm vào tập đoàn dầu khí Colonial Pipeline của Mỹ. Cyber attack là một hoạt động mới cho phép các nhóm tội phạm nhanh chóng và dễ dàng thu về cả ngàn tỷ đô la. Tình báo của Hàn Quốc gần đây đã xem các đội đặc nhiệm của Bắc Triều Tiên là một loại vũ khí lợi hại trong tay Bình Nhưỡng. Trong một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nhà nghiên cứu Oh In-suk được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã nêu bật phương Tây cứ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Thế nhưng, tên lửa và bom nguyên tử Bắc Triều Tiên là mối đe dọa quân sự về lâu về dài. Còn ngay trước mắt thì vũ khí mà Bình Nhưỡng có được là đội ngũ những hacker, đó là những chuyên gia hoàn toàn có thể tiến hành những vụ cướp ảo trên mạng. Từ 2014, Bắc Triều Tiên đã phát triển khả năng phá hoại đó sau vụ tấn công nhắm vào hãng phim Sony của Mỹ. Để trả thù, hãng này đã cho phát hành một bộ phim chế nhạo lãnh tụ Kim Jong-un. Từ đó tới nay, Bình Nhưỡng liên tục bị tình nghi là thủ phạm những vụ cyber attack như là vụ cướp đến 81 triệu đô la của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi 2016. Trong một báo cáo gần đây, Hoa Kỳ thẩm định Bình Nhưỡng có khả năng gây xáo trộn nhất thời và ở một mức độ giới hạn nhắm vào một số những mạng và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ. Washington nhấn mạnh mối đe dọa xuất phát từ Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực cyber đang lớn dần, đặc biệt là liên quan đến những lĩnh vực tình báo, đến những vụ đánh cắp thông tin, đánh cắp dữ liệu hay là khả năng khủng bố. Đội ngũ lính tinh nhuệ Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực cyber hiện tại bao gồm 6.000 nhân viên hoạt động cả ở trong nước lẫn hải ngoại, đặc biệt là đồn trú tại Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia hay Nga. Đầu tháng 5 vừa qua, giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng vọt sau vụ tập đoàn Colonial Pipeline bị tấn công. 3 tuần lễ sau, hệ thống phân phối của nhà cung cấp dầu khí này vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Ban giám đốc chưa hoàn toàn làm chủ lại được tình hình, mặc dù là đã phải nộp 4,4 triệu đô la để chuộc lại những dữ liệu bị đánh cắp. Đích thân Tổng thống Joe Biden thì theo dõi tình hình, nhiều cơ quan của chính quyền liên bang cũng như là Bộ Năng lượng Mỹ phải can thiệp và phối hợp hành động. Quốc hội Hoa Kỳ thì đã lập tức yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong ngành năng lượng quốc gia trước mối đe dọa các vụ tấn công tin học. Colonial Pipeline quản lý một đường ống dẫn gần 9.000 cây số đưa xăng dầu từ vịnh Mexico đến các vùng ở miền Trung, miền Trung Đông và lên mãi tận khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, xuyên qua tổng cộng là 17 tiểu bang trên toàn nước Mỹ, nơi có gần 40% dân cư sinh sống. Điều đáng lo ngại hơn cả, đây là lần đầu tiên một cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng của Mỹ trong tầm ngắm của các toán tin tặc. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về an ninh mạng Guy Philippe Goldstein, trường École de Guerre Économique tại Paris, nhấn mạnh các vụ tấn công tin học đã trở nên dồn dập hơn từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Alors aujourd'hui, le phénomène de manière générale est très large. Il a s'est beaucoup amplifié avec la crise Covid parce que les gens ont fait du télétravail et malheureusement. Nhìn chung hiện tượng tấn công tin học có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là vì đại dịch COVID-19 nên một phần lớn người lao động phải làm việc từ xa. Tại các nước phương Tây, theo các thẩm định sơ khởi, số vụ tấn công mạng trong năm qua đã tăng lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 4 lần so với hồi năm 2019. Thiệt hại về kinh tế do các vụ tin tặc này trong năm 2019 dao động trên dưới 1.000 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền với 50% thu nhập tính phạm pháp, chứ chưa nói đến những hành vi mà tính chất chính trị trong đó. Riêng trong vụ tấn công nhắm vào nhà cung cấp xăng dầu của Mỹ Colonial Pipeline, giới điều tra liên bang Hoa Kỳ lập tức quy trách nhiệm cho nhóm tin tặc mang tên Dark Side. Guy Philip Goldstein giải thích thêm về gốc tích và thể thức hoạt động của nhóm này. Dark Side, qui est un groupe qui a émergé en août 2020. Dark Side là một nhóm tin tặc mới nổi lên từ khoảng tháng 8 năm ngoái. Đây vừa là một nhóm chuyên phát triển phần mềm để tấn công, đánh cắp các dữ liệu của các mục tiêu nhắm tới và sau đó đòi tiền chuộc để trả lại cho chủ nhân những dữ liệu này.
Theo ước tính, hoạt động nói trên đã giúp Darkside thu về khoảng 15 triệu đô la trong 9 tháng qua. Bên cạnh đó, có rất nhiều đơn vị khác khai thác phần mềm của Darkside để tống tiền các doanh nghiệp. Chính lĩnh vực này mới là con gà đẻ trứng vàng, thu về 75 triệu đô la từ mùa hè 2020 tới nay. Ngay cả một ông khổng lồ trong ngành tin học của Mỹ là Microsoft thì cũng đã một lần nữa phải báo động các toán tin tặc từng gây nên vụ tấn công thông qua phần mềm SolarWinds làm tác động đến hàng trăm công ty Mỹ dường như đã mở lại một đợt tấn công mới ở cấp toàn cầu. Theo điều tra của Microsoft thì thủ phạm các vụ nói trên xuất phát từ một nhóm của Nga mà nhóm này hồi năm ngoái đã nhắm tới 18.000 công ty lớn nhỏ, cũng như là 9 cơ quan chính phủ liên bang. Không chỉ có Colonial Pipeline của Mỹ là nạn nhân của các vụ tấn công tin học và phải nộp tiền chuộc cho các nhóm tội phạm, cũng tháng 5 vừa qua, tập đoàn dược phẩm của Thụy Sĩ Siegfried cho biết nhiều cơ sở trên thế giới đã bị tê liệt, trong đó có cả các nhà máy ở Trung Quốc, ở Mỹ hay Chile. Hệ quả kèm theo là công ty này đã không thể trả lương đúng hạn cho khoảng 150 nhân viên tại nhà máy ở Evionas, miền Nam Thụy Sĩ, và chuỗi sản xuất đã không thể hoạt động trở lại bình thường cho tới khi nào mà toàn bộ hệ thống tin học được phục hồi. Vương quốc Bỉ đầu tháng trước cũng báo động nhiều cuộc họp của các nghị viên đã bị gián đoạn, thế rồi hệ thống lấy hẹn trích ngừa COVID-19 đã phần nào bị tê liệt trong vài giờ bởi gần 200 cơ quan của nhà nước là nạn nhân của một vụ tấn công mạng xảy ra hôm 4 tháng 5. Vậy thì đâu là vị trí của nước Pháp trong lĩnh vực an ninh cyber? Các doanh nghiệp của Pháp đã có những bước chuẩn bị nào để đối phó và có đủ phương tiện để đương đầu với các vụ tấn công tới tấp như vậy hay không? Guy Philippe Goldstein trả lời. Khổ nỗi là các doanh nghiệp Pháp không phải là một ngoại lệ. Lĩnh vực thương mại bị tấn công nhiều hơn cả, đặc biệt là trong thời gian đại dịch vừa qua. Theo cơ quan quốc gia đặc trách về an ninh tin học, do tình hình dịch COVID-19, các vụ tấn công mạng ở Pháp đã tăng lên gấp đôi. Để tăng cường an ninh mạng, có hai điều cơ bản. Thứ nhất là các doanh nghiệp phải xác định rõ, chẳng hạn như đâu là những khâu dễ bị thâm nhập, hay trong trường hợp bị tấn công thì thiệt hại ước tính lên tới khoảng bao nhiêu. Điều cơ bản thứ hai là nâng cấp các hệ thống bảo mật từ các máy tính cá nhân của mỗi nhân viên cho đến hệ thống giao dịch, thanh toán với khách hàng, với các nhà cung cấp. Thật ra thì tương tự như nhiều nước phương Tây khác, từ 5-6 năm nay, Pháp đã phải đối mặt với các vụ tin tặc tống tiền. Có điều, các vụ đàm ăn phi pháp này càng lúc càng dồn dập hơn. Tại Pháp, trong bối cảnh đại dịch hiện tại, hệ thống bệnh viện phải đối mặt với nhiều sự cố hơn cả. Bên cạnh đó là ngành công nghiệp và kể cả doanh nghiệp bảo đảm những dịch vụ cần thiết nhất. Thông thường, các nhóm tội phạm nhắm vào những hãng tương đối lớn và có phương tiện tài chính để nộp tiền chuộc lại những dữ liệu bị đánh cắp. Các toán tin tặc nhắm vào những cơ sở nào có thể bị thiệt hại nghiêm trọng trong trường hợp hệ thống sản xuất hay phân phối bị tê liệt. Có như vậy, nạn nhân mới mau mắn nộp tiền cho các nhóm tin tặc. Cũng nói thêm là các nhóm tấn công giờ đây thường chủ trương đánh cắp dữ liệu để bắt nạn nhân nộp tiền chuộc lại những dữ liệu đó, thay vì phải đi bán dữ liệu cho các hãng khác. Như vậy, những tổ chức tội phạm thu được tiền về nhanh hơn. Trung bình thì có khoảng 20% nạn nhân nộp tiền chuộc lại các dữ liệu, còn với tổ chức Darkside thì tỷ lệ này lên tới 45%. Sau cùng, Guy Philippe Goldstein, cố vấn cho cơ quan kiểm toán PwC, kiêm giảng viên của trường École de Guerre Économique tại Paris cũng lưu ý, trong bối cảnh mà các hoạt động của ngành công nghiệp, của các nhà máy điện lực, của các viện bào chế thuốc, các hoạt động từ y tế đến giáo dục, tài chính, v.v. đều lệ thuộc nhiều vào hệ thống tin học, thì rủi ro bị tấn công đương nhiên là sẽ phải cao hơn. Một nền kinh tế vững mạnh phải làm chủ được cả mạng an toàn trong lĩnh vực cyber, và đây thực sự là một cuộc chiến đang mở màn. Thank you.